Bạn đang nghe bản tin đồng cỏ phát sóng vào 7 giờ tối mỗi cuối tháng trên Manga Iskra. Còn mình là Hiwa. Và mình là Lavi. Vào ngày 26 tháng 10 vừa qua, những chương đầu tiên của bộ manga Tower Dungeon của tác giả lừng danh Tsutomu Nihei đã chính thức xuất hiện trên trang đầu của tạp chí Shonen Sirius. Trên đỉnh của một ngọn núi hùng vĩ là một cây cầu hẹp với những trụ cầu cao chót vót và những bậc thang chất chích, chỉ đủ cho một người đi đến điểm cuối cùng dẫn tới một vực thẳm. Và công chúa nhỏ đứng chôn chân ngay ở đó, ngay sát vua cha, sau lưng, dưới chân ông, rải rác khắp những bậc thang của cây cầu là xác của những người cận vệ. Gương mặt của nhà vua biến đổi với những xúc tu mọc ra từ một bên mắt, xé toạc chiếc đầu đội vương miện, làm nó gãy sang một bên vai. Từ đó, một thứ sinh vật cổ quái với đôi mắt như hai miệng hố sâu hóm và những xúc tu gớm ghiếc tuôn ra từ đầu, miệng, trong áo choàng. Nó, những xúc tu này đã chiếm đoạt cơ thể của nhà vua từ lúc nào? Một nhánh của xúc tu vươn cao xiết lấy cổ công chúa, đẩy cô lên không trung khiến cô dường như bất tỉnh. Điều gì đó kỳ quái đã chiếm lấy ý thức của công chúa. Ngay sau đó, đội cận vệ hoàng gia được thành lập với 3 hiệp sĩ mạnh mẽ nhất vương quốc. Họ cần một người khỏe mạnh làm nhiệm vụ bốc vác hậu cần, mang theo những thiết bị cần thiết để tiến vào tòa tháp bí ẩn có tên Tower Dungeon. Và đây là lúc mà nhân vật chính của chúng ta xuất hiện. Chàng nông dân chân chất nhưng rất khỏe sẽ hợp thành một đội 4 người. Họ cùng nhau tiến vào tòa tháp mà không ai dám bước vào trước đây bởi ma lực vô cùng mạnh mẽ. Tương truyền rằng tòa tháp này vốn là một vật thể đến từ bầu trời, không còn những mạc rượt đuổi người máy trong không gian hay cấu trúc phân tầng dày đặc nơi những kiến thiết giả không ngừng mở rộng. Không cần tầng lõi nơi các thế lực chính trị tranh giành quyền kiểm soát với toàn bộ tài nguyên khoa học và kỹ thuật. Lần này, Nihei sẽ mang đến cho chúng ta một vương quốc mang màu sắc huyền bí, ma mị, cổ xưa với kiếm, khiên, áo giáp như thời Trung Cổ, phù thủy và ma thuật, nhà tiên tri và những lời nguyền phủ lên vương quốc. Nhưng liệu có còn đó những yếu tố sci-fi khoa học làm nên thương hiệu của Nihei không? Liệu bí ẩn gì chứa đựng trong tòa tháp khổng lồ kia? Nó là gì? Từ đâu tới? Thiên đường hay địa ngục? Hay có khi nó là một cấu trúc được đưa tới bởi Koa Heavy Industry? Tất cả vẫn còn là bí ẩn, nhưng ngay lúc này, một không gian rộng lớn với con đường thơ mộng dẫn tới những ngôi làng. Những cây cầu hùng vĩ như được xây dựng từ một nền văn minh cổ xưa dẫn tới tòa tháp khổng lồ. Sức mạnh đến từ World Building chưa bao giờ làm thất vọng những khán giả yêu mến các tác phẩm của Nihei. Bộ manga hiện đang mở bán phiên bản digital trên Comic Day và không có bất kỳ chap nào miễn phí cả. Vì thế, nếu bạn thực sự muốn trải nghiệm bộ truyện tranh mới này, bạn chỉ có thể nạp tiền với giá 120 yên cho mỗi chap, tương đương với 2 gói xôi lạc mà thôi. Thế giới của Nihei lại ùa về khi các hương giả còn chưa kịp chuẩn bị quần áo ấm nữa. Con đường tha hóa của anh chàng nhân viên cửa hàng hoa sẽ sớm được phát hành ra khỏi biên giới của nước Nhật. Vậy là chúng ta sẽ không phải vật vã với tiếng Nhật nữa, mà là vật vã với tiếng Pháp. Vâng, bộ truyện sẽ được xuất bản sang cộng đồng Pháp, Bỉ, một trong những cộng đồng cũng rất đông đảo người hâm mộ truyện tranh. Bộ truyện mang đến một cảm giác hồi hộp, nghẹt thở. Chúng ta sẽ theo chân một anh chàng làm thuê tại cửa hàng bán hoa. Khi những đồng lương bèo bọt chỉ đủ duy trì mức sinh hoạt cơ bản đã là khó khăn, thì những rủi ro trong cuộc sống ập đến khi em gái anh ta lái xe va quệt với một xế hộp xịn sò khiến người lái xe phải nằm viện. Mà tiền đâu mà đến? Một người bạn trước đó đã giới thiệu cho anh một công việc nhẹ lương cao vì biết anh là một nhà khoa học thực vật rất mát tay. Công việc đơn thuần chỉ là chăm sóc những cây hoa hơi đặc biệt một chút và làm cho chúng nở thật nhiều hoa thơm ngắt. Có vậy thôi nhưng trước đó anh đã từ chối. Nhưng sau sự cố của em gái, chàng trai đã nhận lời. Sau khi đền tiền xe và viện phí cho bị hại, chàng trai coi như đã ký hợp đồng với ma quỷ và những bi kịch nào sẽ xảy đến với cuộc đời anh ta. Nếu bạn là khán giả của những bộ Breaking Bad hay Mansoul Ahen Squad thì đây là bộ truyện tranh dành cho bạn. Là action chuyển thể từ tác phẩm manga cùng tên Golden Kamuy của Satoru Noda, được sản xuất và phát hành bởi Toho. Phim sẽ khởi chiếu tại Nhật Bản vào ngày 19 tháng 1 năm 2024. Năm Minh Chỉ thứ 37, 1904, một người lính đã trở thành huyền thoại trong cuộc chiến của quân đội Nhật Bản với lính Nga tại cao điểm 203. Cách chiến đấu hung tợn như quỷ dữ và đó là cách họ gọi anh ta Sugimoto bất tử. Bản đồ hình xăm trên lưng những tù nhân đã trốn thoát chỉ dẫn tới kho báu vàng. Điều đặc biệt của nó là chỉ khi sưu tầm đủ tất cả các hình xăm trên lưng các tù nhân mới có thể ghép lại thành một bản đồ lớn chỉ dẫn về nơi cất giữ 75kg vàng trị giá 200 tỷ. Một gã say mềm đang nốc rượu và bốc phét với Sugimoto về điều này. Chỉ có những kẻ ngờ nghịch mới đi tin vào lời một lão già say xỉn. Nòng súng chỉ vào đầu Sugimoto. Sau khi tỉnh cơn say, lão ta biết rằng mình đã nói quá nhiều
và cần phải đoạt mạng Sugimoto để giữ kín bí mật về kho báu mà Sugimoto còn chẳng hề để tâm cơ. Với kỹ năng chiến đấu được chu rèn trong quân đội, Sugimoto đã giá cho lão say một trận như tử, khiến cho lão phải trốn biệt vào rừng. Nhưng một con gấu lớn đã giết lão ta và vùi xác trong tuyết. Khi cố gắng lôi cái xác ra khỏi đống tuyết thì một hình xăm trên lưng hiện ra. Kẻ say xỉn này chính là một trong những tù nhân sở hữu hình xăm kho báu trên lưng, chứ không phải ai khác. Lang thang khắp miền băng giá phủ đầy tuyết để tìm vàng vì lời phó thác của đồng đội, cũng là người bạn thơ ấu đã tử trận, đưa Umeko sang Mỹ chữa đôi mắt đang trở nên mù loà. Trên hành trình của mình, anh gặp một cô bé người Ainu, người đã cùng anh kể cho chúng ta một câu chuyện về văn hóa của người bản xứ, cách sinh tồn trong mùa đông lạnh giá vùng tuyết trắng Hokkaido, về ẩm thực của người Ainu, về cách mà họ chia sẻ thức ăn với Turenpe thần hộ mệnh, bạn có thể gọi đó là giác quan thứ 6, về con sói cuối cùng, về cách tạo ra lửa để sưởi ấm cơ thể trong mùa đông và rất nhiều thứ khác nữa. Bản live action truyền tải rất chân thực nguyên tác với các nhân vật như bước ra từ bộ manga gốc của Satoru Noda. Thật đáng mong chờ phải không các hương giả? Manga action Fighting vs đã có bản tiếng Anh trên kênh manga Kodansha. Vậy là bạn không cần vật vã về tiếng Nhật nữa rồi, tiếng Anh nha. Nếu bạn yêu thích thế giới sci-fi với những chiến binh mecha của Knights of Sidonia, rồi đôi khi bạn lại tìm đến với kiếm và khiên của các chiến binh trung cổ như Goblin Slayer, hay muốn khám phá thế giới ma thuật huyền bí của các pháp sư như Soso no Firenze, One sẽ làm hài lòng bạn với Versus, một thế giới all in với người máy, pháp sư và hiệp sĩ combat nảy lửa với những quái vật khổng lồ. Được chứng chỉ bởi nét vẽ đẹp tuyệt vời cùng tinh thần tàu hà đã được mã hóa trong nguồn gen của gia tộc One, Versus hứa hẹn sẽ là một bộ manga giải tỏa căng thẳng cho các hương giả sau những màn rượt đuổi thằn lằn pha lê đến kiệt sức. Bộ truyện hiện đã có 10 chương trên Pocket Shonen Magazine, miễn phí 3 chương đầu tiên. Nếu thấy cuốn hút thì các bạn hoàn toàn có thể mua để đọc với các chương tiếp theo với giá khoảng 2 gói xôi lạc thôi. Trong một phòng trưng bày rộng và đẹp trên tầng 8 của tòa nhà triển lãm nghệ thuật Kobe Daimaru, tôi đang ngồi đây lặng lẽ chờ đợi những khán giả, rất nhiều tác phẩm mới và cả những huy hiệu kỷ niệm ở đây. Hãy ghé qua. Đó là những dòng Twitter của người nghệ sĩ già Narcissa Inoue. Nếu tớ đang là một người nào đó đang sống ở Kobe nước Nhật thì nhất định sẽ ghé qua Kobe Daimaru để thăm bác Narcissa Inoue, người đã có những bức tranh siêu thực truyền cảm hứng đến Studio Ghibli để có được bộ phim Hoshio Katahi mà bạn chỉ có thể xếp hàng mua vé và xem trực tiếp tại bảo tàng Ghibli Nhật Bản. Có điều gì đó bí ẩn trong chiếc bìa của tập 15 Me and Roboco được Shonen Jump chia sẻ mới đây. Nhưng hãy gác nó lại sang một bên, tôi sẽ giải thích về nó sau. Chúng ta hãy cùng đi vào nội dung chính của bộ manga đang rất thành công này nhé. Khi hầu hết bạn bè trong lớp ai cũng được bố mẹ trang bị Automate, robot hầu gái AI, hỗ trợ chăm sóc đời sống học hành cho những đứa trẻ. Đây được coi là một tiện nghi cơ bản của xã hội hiện đại. Bondo, một cậu bé nhà nghèo hằng ngày phải chứng kiến cảnh Flex Automate đa chức năng của chúng bạn như massage, đun cơm, chăm sóc tâm lý, vân vân. Và đây đều là những Automate xinh đẹp. Bondo thì buồn lắm. Câu chuyện trở nên phức tạp khi Bondo thuyết phục được mẹ mua cho một Automate đời cũ giá siêu rẻ với mô tả là làm được tất cả mọi việc. Và cô ấy tên là Roboco. Điều tạo nên sự khác biệt của Roboco với các phiên bản hiện đại khác đó là cô có một tính năng đặc biệt, tính năng bạo lực. Vì một lý do nào đó mà các nhà sản xuất đã cắt giảm tính năng này trên các phiên bản Automate về sau. Và điều này tạo nên những bất ngờ, xen lẫn rắc rối trong cuộc sống của Bondo và những người bạn xung quanh cậu. Trở lại với vụ án chiếc bìa bí ẩn. Bạn hãy nhìn vào chiếc bìa này. Đây là Doraemon. Không, đây là Dr. Stone. Rõ ràng có một sự sao chép ý tưởng một cách có hệ thống. Không biết là vô tình hay là cố ý, nhưng tất cả các trang bìa của Me and Roboco đều được thiết kế dựa vào những IP vô cùng nổi tiếng như Dr. Stone, Naruto, Sakamoto Day, My Hero Academy và không biết trong tương lai sẽ là những IP đình đám nào nữa. Nhưng chỉ với điều này cũng tạo ra một sự tò mò, kéo theo lượng người đọc từ phía những bộ manga kinh điển sang ngó thử xem Me and Roboco là kẻ nào. Có lẽ đã có một thỏa thuận ngầm nào đó giữa các tác giả chăng? Còn bạn thì sao? Bạn đã thử đọc qua Me and Roboco chưa? Và ngay bây giờ sẽ là tin tức về Dr. Stone. Tạp chí Shonen Jump ngày 25 tháng 10 đã thông báo spin-off của Dr. Stone với 3 chương sẽ ra mắt vào tuần tới trên Weekly Shonen Jump số 49. Nhà sáng chế thiên tài tóc dựng Senku sẽ mang đến cho người đọc một dự án siêu tưởng, đó là phát triển thứ được gọi là cỗ máy thời gian. Vậy là kỷ nguyên xuyên không như đi chợ sắp diễn ra trong vũ trụ của Poichi rồi sao? Và liệu nó có liên quan gì đến Super String Isekai Kenmon Roku không?
khi đây cũng là một câu chuyện về đề tài xuyên không của chính tác giả Poichi. Lẽ nào Senku và Marco Polo sẽ gặp nhau? Có rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp. Manga Isra sẽ có câu trả lời cho các bạn vào tuần sau. Hãy theo dõi và nhấn chuông đăng ký kênh của Manga Isra để nắm bắt được những tin mới nhất nha các hương giả. Siêu phẩm manga Darwin's Game chính thức khép lại hành trình rực rỡ sau 10 năm. Tập 30 cuối cùng của bộ truyện được thông báo sẽ ra mắt vào ngày 5 tháng 1 năm 2024. Darwin's Game là câu chuyện về Kaname Sudo, một nam sinh trung học bình thường bất ngờ nhận được email mời dùng thử một ứng dụng bí ẩn mang tên Trò chơi của Darwin. Vì tò mò, Kaname đã mở ứng dụng và ngay lập tức bị kéo vào một trò chơi. Tại đây, những người chơi sẽ chiến đấu với nhau bằng siêu năng lực có tên là Seagulls. Mặc dù đang hoang mang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thế nhưng Kaname vẫn ý thức được phải làm mọi thứ để bảo toàn mạng sống trong trò chơi mang tính sinh tử này. Trong hành trình dài gần một thập kỷ với 125 chap đã đánh dấu sự kết thúc của đứa con tinh thần cực kỳ nổi tiếng của họa sĩ Flip Flops Darwin's Game. Bộ truyện đã có một khởi đầu không mấy suôn sẻ khi không nhận được quá nhiều sự chú ý từ người hâm mộ. Mãi cho đến khi Nurses chính thức phát hành phiên bản anime vào tháng 1 năm 2020 thì Darwin's Game mới thực sự bùng nổ và trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ trong suốt thời gian dài. Chương kết dài 19 trang có tựa đề Reigns Epilus sẽ được xuất bản vào ngày 10 tháng 11 năm 2023 trên Besatsu Shonen Champions. Bộ truyện có 9,5 triệu bản đã được lưu hành từ tập 1 cho đến tập 29. Bạn vẫn có thể tới đây và đắm chìm trong không gian nước Nhật xa xưa mà không cần đến nghĩa địa hội hay Nam Hòa Đoàn. Điều làm nên sự khác biệt của các mangaka là sức mạnh của sự tưởng tượng không giới hạn. Khi những nguyên tố và chất liệu mới được đưa vào thể loại chuyện xưa cũ, lại mang tới những cảm xúc mới mẻ và mãnh liệt. Sự tỉ mỉ trong từng chi tiết máy móc, ở những khung cảnh cận, sự hùng vĩ của thành phố bị nuốt chửng bởi khối sắt thép khổng lồ trong những cảnh rộng và phủ lên tất cả là một sắc thái cổ kính của Nhật Bản ở thế kỷ 19 thời Edo. Ở đây, tác giả Kato Fumitaka đã mang đến một cấu trúc steampunk khổng lồ lừng lững trên những mái nhà. Xa xa là ngọn núi lửa phủ đầy tuyết Fuji. Có điều gì đó kỳ lạ đã chút xuống. Những samurai khác thường với cơ thể máy móc cơ khí đang hủy diệt thành phố. Và một chàng trai trẻ đang ngăn chặn điều này với sự hỗ trợ bởi một kỹ sư đi cùng anh. Bạn có thể đọc những chương miễn phí trên Yan Manga và đưa ra những đánh giá của riêng bạn về bộ manga Kurasen Uchiharare. Bộ manga action nóng bỏng Kimiwa 008 của Sun Matsuena đã thông báo về việc ra mắt tập 28. Akashi Eto, một cậu thiếu niên ủ rũ vì không được nhận vào bất kỳ trường trung học nào. Áp lực gia đình bủa vây, sự so sánh với chúng bạn, trọng trách của đứa con trai cả trong gia đình mà người bố đã mất đè lên đôi vai gầy của Eto. Một ngôi trường bí ẩn đã gửi thư nhập học đến cho Eto. Đang trong lúc không có nơi nào để bấu víu, Eto lập tức khăn gói quả mướp lên đường nhập học. Anh đã cố gắng rời đi khi phát hiện ra đây là một ngôi trường đào tạo đặc vụ bí mật, cực kỳ bạo lực với những nam sinh gần guốc và rất nhiều nữ sinh dễ thương mơn mởn. Không thể nào một kẻ gầy guộc và thấp bé như Eto có thể chuyên tâm học hành và tốt nghiệp ở một ngôi trường như thế này. Nhưng sau cùng, cậu vẫn quyết định ở lại để tìm hiểu thêm về người cha quá cố của mình khi thầy hiệu trưởng nói cho cậu biết về cha cậu, người hóa ra cũng từng là một đặc vụ bí mật. Nếu một ngày mà bạn cảm thấy tinh thần đang rệu rã, hãy đọc ngay bộ truyện này và hóa thân thành Eto trong câu chuyện Đất rừng Waifu của Sun Matsuena để có thêm động lực bước tiếp về phía trước nhé! Sự kiện triển lãm merchandise tiêu điểm của tháng 10, Neko Solo Exhibition. Họa sĩ, nhà thiết kế Neko vốn rất nổi tiếng với những thiết kế nhân vật nữ đặc trưng anime manga style. Đã có nhiều bản vẽ được chuyển thể thành figure Figma trên YouSmile. Điểm mạnh về ngôn ngữ thiết kế hiện đại sci-fi cyberpunk về một thế giới tương lai xa xôi, phong cách thời trang hơi hướng urban streetwear. Tính thực dụng cao trong thiết kế của Neko thể hiện trong triển lãm lần này. Khi những bộ áo khoác được trưng bày cho thấy nó có thể mặc thoải mái và lại còn rất chi là quân ngầu nữa. Dù triển lãm đã kết thúc trong tháng 10, nhưng bạn vẫn có thể sở hữu cho mình các thiết kế của Neko với các figure Figma được phân phối trên các nền tảng bán hàng online như AmiAmi, Yahoo Japan hay Amazon. Reorder từ tháng 8, ra mắt vào tháng 9, nhưng mỗi sản phẩm Artist Support Item, bàn tay đa năng hiện vẫn đang vô cùng hot trong cộng đồng thiết kế nói chung và cộng đồng mangaka nói riêng. Nếu bạn là một người thích vẽ truyện tranh hoặc là một nhà thiết kế thì đây là một item không thể thiếu với bạn. Sản phẩm được phát hành bởi Kotobukiya với hai màu xám và trắng. Xếp hạng theo volume. Ra mắt trong tuần đầu tiên của tháng 10 này đã đẩy doanh số của My Dress Up Darling lên top 1 với hơn 100.000 bản đã được bán trong tuần. Nhưng hãy để ý đến top 7, Soso no Firenze
dù đã xuất bản từ giữa tháng 9. Ngay sau khi hết hot ở tuần đầu tiên, trật tự đã được lặp lại bởi những Jujutsu no Kaisen và Spy X Family, với hơn nửa triệu bản đã được bán chỉ với những volume cũ. Top 13 của nàng Elle Ferenc vẫn cặp cụi nhặt từng con số lẻ để đến tuần thứ 3, thì 4 volume cũ dích đồng loạt lọt vào top 20 tác phẩm bán chạy nhất. Xếp hàng theo series, Haigoro hiện đang xếp thứ nhất với hơn 1 triệu bản được bán trong tuần. Có khi nào do thầy mua hết suất chiếu không nhỉ? Tất nhiên là không rồi. Doanh số đến rất nhiều từ chi phí marketing, nhưng bản thân tác phẩm phải có sức mạnh nội tại, nhất là với một thị trường khó tính như Nhật Bản. Một trong những yếu tố tạo nên sự bánh cuốn của bộ truyện đó chính là chuyện sở hữu một hệ thống combat system cực xịn và độc đáo, chứ không phải bởi thầy hay nói chiếc, thầy đẹp trai, thầy cool ngầu hay là giọng nói thầy ấm áp đâu. Vậy là bản tin đồng cỏ tháng 10 đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong bản tin đồng cỏ tháng 11. Bye bye!